xếp quần áo đâu vậy? Tôi alo, anh kiếm thằng Lem hả? Nó không có ở đây. Tôi hỏi thím đi đâu. Tôi rồi ngày má nó hết rồi. Thím định bỏ nhà đi quan hả? Anh hai à, chắc anh cũng mệt rồi, hay để tôi tránh cho anh nghỉ nha. Đi đâu hả? Hình như anh uống hơi quá. Anh say rồi đúng không? Ai nói thím tôi sai? Thằng nào nói thím tôi sai? Uống mấy chai mà sai cái gì? Ủa, mà sao thím khi dễ tôi dữ vậy? Anh hai à, dù sao anh cũng là anh chồng của tôi, anh đừng có làm như vậy mà. Anh chồng của thím, vậy tại sao tôi hỏi thím không trả lời? Vậy không phải khi dễ là gì? Tôi không có khi dễ ai hết á. Anh bu tôi ra đi mà. Vậy trả lời tôi đi. Tính đi đâu? Alo. Alo. Anh là anh chồng của tôi, anh nên giữ ý giữ tứ. Dù sao anh Lơ cũng mới nằm xuống mà. Nè, tính đem thằng Lơ ra khè tôi hả? Mày à, giả bộ tiết hạnh cho thằng khác xài phải không? Anh Lô, anh nói cái gì đó? Chứ không phải à? Không phải sao Lơ nó chết? Cô tính dọn đi hả? Vì sao hả? Vì tôi quá sợ. Còn tôi sợ cái gì á? Thì anh tự hiểu đi. Đi, tôi thách thím á, bước ra đường khỏi cửa này đi. Tôi đi đầu xuống đất cho coi. Thử đi. Hả? Thím nghe lời tôi đi, tôi sẽ lo lắng cho thím. Buông tôi ra đi mà, buông ra. Nè, anh làm cái gì vậy hả? Anh làm cái gì vậy? Buông ra. Trời ơi, Lem ơi, buông ra. Má, má. Chó, mày kêu tao gì? Có ai kiếm ma dưới nhà kìa. Nè, đừng có hỏng, nghe chưa? Thank you.
Thím đừng có khóc nữa. Để con lụm đồ cho thím. Ba con hung dữ lắm. Mai mốt á, thím thấy ổng á, thím chạy qua chỗ bà cố đi. Có bà cố á, ổng không dám ăn hiếp thím đâu. Thằng chó, hết lần này tới lần khác xỉa mũi vô chuyện của mình. Anh ừ. Bữa nay anh sao vậy? Sao hờ hững với em quá vậy? Mệt. Mệt hả? Hay là đang nhớ em nào? Con nào? Ai biết. Sao ngây đơ như cán cuốc vậy? Đang bực. Sao bực? Chuyện làm ăn hả anh? Ừ. Anh, em có giúp được gì cho anh không? Thôi, sắp hết đêm rồi, mình đi ngủ đi. Có gì ngày mai tính tiếp ha. Ừ. Nè, hôm nay em có qua lại với thằng Tâm không? Cái gì? Đừng nói là ghen với chả nha. Nó có cửa với anh sao? Tự nhiên sao hỏi vậy? Thì trả lời em đi. Thì không. Từ cái lúc em lấy chồng đến giờ, chả gặp em thấy em như kẻ thù vậy đó. Thiệt hả? Thiệt. Mà quên, bữa trước em có nhờ chả chở em qua bên khu quận 8 để giao cái thùng đựng mấy cái bình nước đó. Thằng Tâm chở em qua bên khu quận 8? Ừ. Có gì đâu mà anh làm thấy ghê vậy. Nhưng sao em nhờ nó? Thì bữa đó em kiếm xe ôm hoài không được, sẵn gặp ổng thì kêu ổng luôn, có gì đâu. Nó có hỏi gì không? Không. Mà làm gì anh hỏi kỹ dữ vậy? Thì anh sực nhớ ra là cũng đang cần người để giao mối hàng cho anh. Mà cũng nghĩ nó cũng làm xe ôm nữa. Anh tính nhờ nó giao hàng cho anh. Anh tính nhờ ông Tâm giao hàng cho anh hả? Chủ yếu là muốn giúp đỡ nó thôi. Dù gì cũng nhờ sự quen biết. Chỉ sợ nó không chịu thôi. Chứ tìm người khác thiếu gì. Mà thôi đi, em nghĩ là anh đi kiếm người khác đi. Thằng cha đó nghèo mà sĩ diện bà cố luôn, lại cái tính hay dạy đời người khác nữa. Anh kêu chưa chắc là ổng chịu đâu. Thì đừng nói là anh. Thật ra thì nhiều lúc em thấy là mình có lỗi với ổng nhiều lắm. Dù sao ngày xưa ổng cũng là người cưu mang lúc em rời khỏi cô nhi viện. Được rồi, kỳ này một mũi tên chết hai con nhạn rồi Tâm ơi. Mày sao rồi Hương? Bà Hạnh biết chuyện mày có bầu chưa? Phải rồi, khoan cho bà biết đi. Giờ mày tính sao? Giờ con chỉ muốn nhảy xuống dưới cho khỏe. Sống như vậy con thấy khổ quá. Nhưng nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng con thấy mình có tội quá gì à. Phải rồi, nó đâu có tội tình gì, cũng là một mạng người mà. Mày đừng có nghĩ bậy nha. Mà thiệt tình, bây giờ bà Hạnh bà biết tin này bà nghĩ sao? Tao không biết bà làm sùm lên hay bắt mày ở lại. Nhưng mà người ta đâu có cần gì con cháu đâu mà giữ lại làm gì hả dì Hoa? Thì mày cũng biết rồi, con cháu trong cái nhà này sinh ra là để kiếm tiền thôi mà.
Con ngu dại quá gì quá, con đâu tính có bầu đâu, nhưng tại con ỷ y. Giờ con... Thôi, tao đã sai lầm, nên đợi thằng Nâu với con Thanh không có ra gì. Giờ tới đời con, con cứ nghĩ con còn phải chui đút trong cái hộp quẹt này, rồi lớn lên đi bán báo đánh giày. Nghĩ tới đó con chỉ muốn nhảy lầu tự tử cho rồi. Thôi, mày khùng quá, mày còn có cơ hội nữa mà. Mày còn trẻ, mày còn rất nhiều cơ hội, cố lên đi mà. Không phải như tao đâu. Dì nói phải, dì con của con, giá nào con cũng phải thoát ra khỏi cái nhà này. Thôi được rồi, lo tìm đường mà đi đi. Đi đi. Bà Hương, bà sao rồi? Mệt mỏi trong người chút thôi. Thèm ăn gì không? Tôi mua cho. Thèm cốc. Trời ơi, mới sáng sớm thèm cốc, bà bị khùng hơn. Nè, mày đi đâu sớm vậy? Thì ra phụ quán dì ba bán hủ tiếu chứ đi đâu. Thiệt không? Dạo này chịu khó làm ăn quá ha. Vậy đi, cho dì qua đỡ cằn nhằn. Tôi á, lo cho thân tôi thôi à. Sao cũng được, miễn sao á, mày chịu suy nghĩ là được rồi. Ê bà Hương, ừ? Hay là tôi với bà dọn ra ngoài thuê nhà ở đi. Trời ơi, sao tự nhiên gan quá vậy? Dì qua với ba có cho không? Mệt bà quá à. Mỗi lần mà nhắc tới á, bà làm như ổng bả lo cho tôi lắm vậy á Hương. Tôi mà đi ở đây giống chỗ, ổng bả còn khoái nữa. Mày giận ổng thì mày nói vậy thôi, chơi cũng tội nghiệp gì qua lắm đó. Tội gì mà tội, bả mà biết nghĩ á thì đâu cần ai tội nghiệp cho bả. Tôi nè mới là đứa đáng thương nè. Tôi á có tốt bao nhiêu á, người ta dòm vô cái nhà này thôi, ai dám rớt tôi. Thôi, tôi không nói nhiều với bà nữa, tôi đi nha. Anh làm gì ở đây vậy? Gì vậy? Anh em trong nhà mà thím thấy tôi như thấy ma vậy? Phải đó, anh Lơ mới chết nên tôi sợ ma lắm. Có tôi đây, thím sợ gì? Anh làm cái gì vậy? Tránh được cho tôi đi đi. Tôi nghe bà nội nói thím mệt, tôi có lòng tốt tôi qua thăm. Thím làm gì thím đuổi tôi như đuổi tà vậy thím? Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh. Tội nghiệp thím, chắc nhớ thằng Lơ lắm hả? Anh Lô, anh làm ơn tránh được cho tôi đi làm được không? Lúc trước còn thằng Lơ nó ăn hại hút chích tối ngày, thím mới cực khổ. Bây giờ tôi về rồi, thím cứ để tôi lo. Anh Lô à, anh lo cho ba má với thằng Lem là được rồi. Tôi xin anh đó, anh buông tha cho tôi đi mà. Anh làm như vậy, anh không thấy có lỗi với anh Lo hay sao hả? Dù như thế nào thì anh ấy cũng là anh em với anh mà. Anh đừng làm như vậy, tôi xin anh. Anh đừng làm như vậy mà giống lên anh ấy không yên đâu anh. Tôi mà không làm vậy, tôi mới có lỗi chứ anh Lo.
Thím. Nè. Má ơi, má. Để coi thím có thoát khỏi tôi không.